đến đây gặp anh lần sau cùng. Đến đây làm gì? Đừng ai nói chuyện xui khô để ghét nhau. Về đi. Về liền. Anh Dương. Thôi em mày đi về. Còn lính làm chi? Còn giờ làm gì? Hai này mình xa nhau đến bây giờ thì đã duyên thân hai ta, em mày xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, nghe chi nhớ mùa xuân, giận trời mau anh sao chúng ta bây giờ lần nào ai cần mà những anh đôi ta không biết làm sao. Anh đã quên sao nói cái câu chia lìa, nghe nỗi đau trong lòng bây giờ phải xa nhau. Ôi sao quá không mong gặp lòng chia lìa. Lòng nhớ mà mang ngàn thương đầy nhà nhà mình dữ vậy dữ vậy.